11 kiểu chụp ảnh couple hot nhất hiện nay. Người ta có câu rằng tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Nhưng chắc chắn nhiều cặp đôi cũng không khỏi băn khoăn làm sao để có thể lưu giữ được những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu bên người ấy. Vậy thì tại sao không thử nhỉ? Hãy cùng Mimosa Wedding khám phá 11 kiểu chụp ảnh couple hot nhất hiện nay. 1. Show deep. Show deep chắc chắn là từ khóa quá quen thuộc, đến mức chỉ cần đứng kế bên nhau, các cặp đôi đã chẳng khó để chọn cho mình những khung cảnh thật đẹp với những kiểu dáng độc nhất. Là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai. 2. Chụp biểu tượng. Có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ chụp ảnh các công trình biểu tượng thì quá là đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhìn thấy những góc ảnh đẹp nhưng lại cũ rích của mình thì hãy tìm ngay cho mình những kiểu chụp ảnh lạ để làm nên sự khác biệt nhé. 3. Tạo dáng giống nhau. Người ta bảo những kẻ yêu nhau lâu thường na ná giống nhau từ gương mặt cho đến tính cách. Bởi thế mà không ít các cặp đôi thể hiện sự đồng điệu, đáng yêu và ý nghĩa trong chính những bộ ảnh cùng nhau đi khắp thế gian như thế này. Selfie. Chỉ cần một máy ảnh nhỏ gọn, một chiếc điện thoại smartphone và đừng quên gậy tự sướng nữa nhé. Chỉ vậy thôi, các cặp đôi đã có thể thoải mái chụp hình mọi lúc mọi nơi trên đường đi du lịch một cách dễ dàng rồi. 5. Chụp cho nhau. Không cần đến người thứ ba, cũng chẳng cần thấy cô đơn chút nào. Đó chính là mốt chụp ảnh couple, anh chụp cho em lại chụp cho anh đang được nhiều bạn trẻ săn đón ráo riết. Đầu tiên ta gặp nhau. 6. Chụp từ phía sau. Cứ nhìn thẳng về phía trước, thảnh thơi trong cảm xúc của thiên nhiên và cảnh vật. Bạn chỉ cần đẹp từ phía sau thôi, trao chuốt từ những bước chân nhịp nhàng cùng nhau, thế là được. 7. Chụp giày. Chụp giày couple, cùng nhau bước đi thật gần. Đó chính là kiểu yêu thú vị, bí mật nhưng vô cùng lãng mạn của nhiều cặp đôi. 8. Nắm tay em đi khắp thế gian. Nắm tay em đi khắp thế gian là một trào lưu hot khắp thế giới với cái tên là Follow Me Too. Tất cả được bắt nguồn từ một bộ ảnh của một cô bạn gái giấu mặt nắm chặt tay người bạn trai và hướng về phía trước. 9. Tay trong tay. Bạn đã kịp dùng người yêu của mình chụp ảnh theo phong cách này chưa? Một trào lưu đang hot khắp các trang mạng xã hội. Đơn giản là chỉ cần cầm trọn tay người yêu vì mù khắp các góc ảnh đẹp, thế là đang rồi. 10. Dắt người yêu đi cùng những bước chân. Thả hồn trong những bức tranh tiên cảnh, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành giữa những bãi biển tuyệt đẹp. Còn gì hơn khi được cùng người yêu chạy cùng những bước chân trên những con đường hạnh phúc nhỉ? Mười một. Chụp ảnh qua gương. Chắc hẳn đã có rất nhiều cặp đôi từng chụp ảnh chung gương rồi đúng không nào? Và chụp ảnh cùng nhau qua gương phản chiếu sẽ trông đôi bạn đẹp hơn rất nhiều đấy. 10 Mimosa Wedding đã bật mí tới các bạn 11 cách tạo dáng couple hot nhất mạng xã hội hiện nay. Chúc các bạn sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu nhất bên người ấy.